Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh, vì năm loại mắt thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên mười lực Phật thanh tịnh. Vì mười lực Phật thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh. Vì pháp không quên mất thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh. Vì trí nhất thiết thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên dự lưu quả thanh tịnh. Vì dự lưu quả thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc dự lưu quả thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhất lai bất hoàn a la hán quả thanh tịnh. Vì nhất lai bất hoàn a la hán quả thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhất lai bất hoàn a la hán quả thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì quả vị độc giác thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên thánh đế đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc thánh đế đạo thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.
Lại nữa, thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, vì nhĩ giới thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, vì tỷ giới thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, vì thiệt giới thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, vì thân giới thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh.
Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên ý giới thanh tịnh. Vì ý giới thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên địa giới thanh tịnh. Vì địa giới thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vị trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên vô minh thanh tịnh. Vì vô minh thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh.